lĩnh vực mà Việt Nam chúng ta luôn luôn có được lợi thế đó là du lịch. Thì đối với Quy Nhơn thì cái sự phát triển về hạ tầng liên quan đến đường thủy, cảng biển và đường hàng không sẽ là một trong những cái cầu nối quan trọng để chúng ta có thể thành công trong cái việc đầu tư vào du lịch. Ví dụ như chúng ta thấy là sự đầu tư của Nha Trang đối với sân bay mới, sân bay Cam Ranh đã được khai trương khoảng hơn 10 năm qua, hay sân bay quốc tế Đà Nẵng cũng là hai cái thành phố mà chúng ta thấy là có một sự đột biến về du lịch trong vòng hơn 10 năm qua là nhờ là chúng ta có cảng biển và có sân bay, có đúng không ạ? Vì vậy cho nên là đối với lại sân bay ở Quy Nhơn, chúng ta có sân bay Phù Cát rất là tốt. Bên cạnh đó thì chúng ta lại có cả thêm ra sân bay Tuy Hòa để yểm trợ. Và chỉ nhích qua Tuy Hòa một chút thì chúng ta vào đến Vân Phong của Khánh Hòa. Tất cả những cái đó nó sẽ thành ba cái tỉnh đó, tức là từ Phú Yên, rồi Quy Nhơn, Phú Yên và Vân Phong của Khánh Hòa sẽ tạo thành một cái chuỗi liên kết du lịch rất là tốt ở khu vực miền Trung Nam Bộ này. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Sắc Hưng. Chúng ta có thể thấy rằng là như anh Hưng vừa nói là những cái vùng mà ví dụ như là đang ở trên đà phát triển, ví dụ như là Quy Nhơn đúng không ạ? Thì cũng là một trong những cái lựa chọn mà có lẽ rằng là rất nhiều các quý nhà đầu tư chúng ta nên lưu tâm tới trong cái thời gian, đặc biệt là trong năm 2020. Tuy nhiên là nếu mà để mà hỏi một câu nó thức thời hơn một chút, rõ ràng chúng ta nhìn thấy là cái sự ảnh hưởng rất là lớn của dịch bệnh Covid-19 nó ảnh hưởng đến cái lượng khách du lịch kể cả trong nước cũng như là quốc tế trong cái thời gian vừa qua. Vậy thì với những cái mảnh đất ví dụ như là Quy Nhơn thì chẳng hạn, là một nơi mà tiềm năng du lịch nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái sự phát triển kinh tế và xã hội của Quy Nhơn, thì với bất động sản thì sao ạ? Trong cái thời điểm hiện tại, có thể nói là gần hơn nữa là ngay ngày hôm nay, trong cái thời điểm như bây giờ thì chúng ta có nên đầu tư không? Tôi nghĩ rằng là cái dịch bệnh này nó gây tác động đến cái tình hình bất động sản ở mức độ trực tiếp ngày hôm nay là chính là việc mà chúng ta ngại đi tham dự mở bán, chứ còn nó chả ảnh hưởng gì đến việc đầu tư, vì chúng ta phải đầu tư trong vòng một tháng đâu mà chúng ta sẽ đầu tư trong vòng 10 năm cơ mà, đúng không? Và du lịch Quy Nhơn, du lịch Khánh Hòa cũng như là của Bình Định nói chung nó cũng không phải là ngày 1, ngày 2, ngày hôm nay hay ngày mai mà chúng ta đầu tư. Mà thực ra mà nói điều này ra thì có vẻ như là nó hơi nhạy cảm khi thời điểm này, nhưng mà trong nguy luôn có cơ, quý vị ạ. Trong nguy luôn có cơ, khi mà trong lúc khủng hoảng thì chính là cơ hội cho rất nhiều nhà đầu tư nếu chúng ta dũng cảm, đúng không? Chúng ta hãy nhìn xa ra một chút, chúng ta hãy nhìn đến cuối năm nay thôi chứ không cần phải nhìn đâu xa cho đến tận 10 năm sau. Dịch bệnh sẽ có thể được khống chế trong vòng 3 đến 6 tháng tới, đúng không? Hy vọng là như vậy. Tôi hy vọng rằng trong 3 đến 6 tháng tới thì dịch bệnh có thể được khống chế trên toàn thế giới. Thì nếu như mà chúng ta chỉ nhìn cái qua cơ hội đầu tư của chúng ta trong ngày hôm nay thì chắc chắn là chúng ta rất khó ra được quyết định. Vì vậy cho nên đối với những sản phẩm, đặc biệt những sản phẩm giống như là dự án Kiko Gateway này, là những sản phẩm mà đất nền, những sản phẩm về đô thị, sản phẩm mà có đầu tư sổ đỏ, thì chúng ta phải có tầm nhìn đầu tư ít nhất là khoảng 3 năm. Theo tôi đánh giá như vậy, chúng ta hãy nhìn cái cơ hội chúng ta trong khoảng 3 năm cho đến thậm chí xa hơn nữa. Và ở đây thì tôi cảnh báo với các quý vị rằng nếu chúng ta đã đầu tư vào những sản phẩm mang tính chất gọi là capital gain, tức là hy vọng vào lãi vốn, hy vọng vào sự tăng trưởng của cái giá đất ở khu vực này, thì chúng ta phải có một cái tâm thế đầu tư là hơi dài hạn, đừng có sốt ruột và đừng có dùng những cái dòng tiền vốn ngắn hạn để mà đầu tư dài hạn, đừng có đi vay nóng để mà đầu tư bất động sản ở những cái kiểu như thế này, bởi vì cái thanh khoản rồi những không, và đặc biệt là cái cơ hội để nó tăng giá nó không phải ngày một ngày hai, đúng không? Chúng ta phải nghĩ đến chuyện tăng giá trong vòng 1 năm đến 3 năm hoặc thậm chí lâu hơn nữa. Và nếu trong trường hợp mà thị trường nó có thể khó khăn thì chúng ta sẵn sàng là ok, chúng ta vẫn có thể là chờ đợi được đến ngày cách mạng thành công, chứ không phải là chúng ta chết ở giữa đường, đúng không? Vì vậy cho nên điều đấy là điều cực kỳ quan trọng đối với những cái mô hình đầu tư kiểu như này. Và vì vậy cho nên là tại sao chúng tôi giới thiệu đến quý vị những cái dự án như thế này, bởi vì sao? Nó sẽ không chiếm một cái tỷ trọng quá lớn trong danh mục đầu tư của quý vị, vì cái số tiền mà quý vị phải bỏ ra đây nó không lớn. Vì vậy cho nên là thường là những người đầu tư bất động sản ở những cái kiểu như thế này là những người đầu tư mà họ thường là để một cái số tiền mà nó có thể là tương đối nhàn rỗi, tương đối lâu dài một chút. Vì ở đây là đối với những sản phẩm như này nó không có khả năng khai thác được ngay lập tức như là đối với đầu tư chung cư hoặc là những trung tâm thương mại hay là shop house, nhà phố mà chúng ta đầu tư xong chúng ta để cho thuê lại ngay hoặc là khai thác được ngay hoặc muốn bán được ngay, đúng không? Ở đây chúng ta phải xác định một cái tâm thế đầu tư, và đây tôi phải nói thực sự là tôi khuyên quý vị là chúng ta phải hết sức bình tĩnh và trong một tâm thế đầu tư tương đối dài hạn một chút thì chúng ta mới có thể thành công.